Xin chào tất cả quý vị các bạn. Máy bên cạnh tôi lúc này chính là chiếc Yamaha Exciter. Phiên bản này là phiên bản GP với cái màu vành 17 inch ở phía dưới được sơn màu xanh cùng với cả màu sơn của thân xe. Bản 2019, khối động cơ 150cc. Đối với cả Yamaha Exciter thì chắc hẳn là các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đánh giá, nhận xét xem Yamaha Exciter sau một thời gian sử dụng sẽ còn những gì và như thế nào nhé các bạn nhé. Trước tiên thì Duy muốn nói là đây là một chiếc xe đã qua một thời gian sử dụng rồi. Đồng hồ Odo đang hiển thị là khoảng hơn 1,7 vạn. Và chủ nhân của chiếc xe này thì cũng không phải là người quá giữ gìn chiếc xe lắm. Mà nói thẳng ra là ở cái điều kiện vận hành khắc nghiệt như ở Việt Nam mình ấy, nhất là điều kiện giao thông này, thứ hai là các cái bãi đỗ xe này, thì chúng ta cũng khó lòng mà có thể bảo vệ chiếc xe của mình khỏi những cái vết xước hay những cái vết va quệt khi chúng ta dựng xe, gửi xe, phải không ạ? Rồi, trước tiên thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đánh giá về tổng thể cái chiếc Yamaha Exciter này đi. Tổng thể của chiếc xe này ấy, nếu mà chúng ta nhìn trực diện ở phần đầu xe này, đó, các bạn thấy không ạ? Chiếc xe này có một cái ngôn ngữ thiết kế khá là thể thao, được thừa hưởng rất nhiều những đường nét thiết kế từ những cái người đàn anh của mình. Những cái mẫu mô tô phân khối lớn của nhà Yamaha thì chúng ta cũng biết là khá là nổi tiếng rồi. Còn những cái đường nét ở trên một cái mẫu Underborn ở trong cái phân khúc 150 này thì Yamaha cũng đem xuống chiếc xe này khá là hài hòa. Ở cái phần đầu xe đây, những cái đường vuốt khí động học, mặc dù là không có quá nhiều những cái khe vuốt khí động học, những cái nếp cắt sắc lẹm như là chiếc Honda Winner, nhưng mà Yamaha Exciter thì đâu đó dành được cho mình những cái đường nét thiết kế ấn tượng riêng. Nó đã được khẳng định và chứng minh qua cái sự yêu thích của rất nhiều anh em, nhiều những bạn trẻ muốn sở hữu cho mình một mẫu xe Underborn côn tay. Phần đầu xe này thì 2019 chúng ta đã có hệ thống đèn pha được nâng cấp lên là toàn bộ là bóng LED rồi, với việc được chia ra làm 3 khoang. Khoang hai bên này thì là đèn cốt, còn ở giữa là đèn pha các bạn ạ. Đây, bây giờ Duy sẽ để lên cho các bạn xem nhé. Đây là đèn cốt này, đây là đèn pha này. Không biết là cái hệ thống đèn pha của Exciter khi mà đi vào những cái cung đường tối thì như thế nào. Nhưng mà các bạn cũng hãy, nếu mà đi hay đi xa, đi đường dài thì các bạn cũng rất nên trang bị cho mình một cái hệ thống đèn nữa ở bên cạnh hoặc ở bên trên, để chúng ta tăng cường cái độ chiếu sáng. Bởi vì khi mà chúng ta đi những cung đường xa, đường dài, đặc biệt là đường đèo núi, thì chúng ta rất cần những cái hệ thống đèn chiếu sáng có cái cường độ mạnh, và chúng ta để chúng ta vào những khúc cua rất an toàn, và có thể là báo cho những cái xe đối diện là khi mà chúng ta tăng dần cái giảm dần cái khoảng cách với những xe đó. Ở phía trước đây thì cái phần thiết kế của Yamaha Exciter, từ phần bàn thờ phía trước này cho tới mặt nạ này, thì đều được theo cái thiên hướng là vuốt nhọn đâm về phía trước khá nhiều. Nó tạo cho Yamaha Exciter có được một cái phần đầu xe như một cái mũi tên lao về phía trước, xé gió sang hai bên. Ở dưới đây chúng ta có cụm đèn định vị ban ngày LED màu trắng. Hơi tiếc một chút khi tới phiên bản này rồi, mà tới cái thế hệ này rồi mà Yamaha Exciter vẫn chỉ được trang bị bóng halogen cho đèn xi nhan mà thôi, chưa được trang bị bóng LED. Đây là một điểm mà có phần thua thiệt hơn so với cả mẫu Honda Winner X vừa mới ra mắt tại trường Việt Nam các bạn ạ. Còn đâu cái việc mà cả Honda Winner X này, rồi Yamaha Exciter này, rồi Suzuki Rider ấy, thiết kế cái đèn xi nhan ấy được tách rời khỏi cái cụm đèn pha, đèn cốt. Nó là một cái tiêu chuẩn, cũng như là cái việc cả cái hệ thống đèn hậu phía sau cũng thế, được tách đèn rời đèn xi nhan ra. Ở các nước Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, thì những cái mẫu xe côn tay Underborn rất phát triển và được người tiêu dùng ưa chuộng. Và ở những cái nước đó thì
cũng có những cái quy định riêng dành cho cái hệ thống đèn này. Đèn xi nhan là buộc phải tách rời khỏi cụm đèn pha cũng như là đèn hậu phía sau để tránh làm cái tình trạng nhầm lẫn khi mà chúng ta di chuyển trên đường đối với cả tất cả những cái mẫu xe máy, mô tô. Rồi, tiến xuống phía dưới thì chúng ta ở phiên bản 2019 này ấy, thì cái phần lốp của Yamaha đã được tăng cái kích thước lên một chút xíu, đạt cái chỉ số là 90-80R17. Và lốp là lốp IRC nhé các bạn nhé. Vành được sơn màu xanh GP. Màu xanh GP này thì rất nổi tiếng của Yamaha rồi, rất là đẹp. Hơi đáng tiếc một chút khi cái phần phanh đĩa này được làm dạng thuần bình thường, không có lượn sóng cũng như là mẫu răng cưa để chúng ta nhìn nó hấp dẫn hơn. Cùm phanh thì là cũng chỉ là cùm phanh một piston mà thôi. Thật ra là với cái điều kiện vận hành của một mẫu xe 150 thì chúng ta cũng không quá cần thiết phải những cái cùm phanh từ 2 đến 3 cộng thêm 4 piston. Nhưng mà dù sao thì mà 2 piston thì nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn phải không ạ? Đó. Vành thì là vành được trang bị 5 chấu kép. Chúng ta nhìn là có hình ngôi sao. Nói chung là cái phần dàn đầu phía trước này của Yamaha Setter này Duy đánh giá là có cái tính thẩm mỹ cao. Không biết là anh em thấy nào, anh em nhớ comment phía dưới nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube nhé. Ở phần đầu này thì chúng ta cũng có giảm sóc ống lồng. Đây ạ. Duy sẽ thử cái kế giảm sóc này cho các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đó. Nói chung là giảm sóc của Yamaha Exciter thì vận hành cũng ổn. Rồi, tiến sang phần ngang đi ạ. Phần ngang xe của Exciter thì có một cái điểm mà Duy chưa cảm thấy ưng ý lắm nhé. Đó chính là cái phần ốp ở đây. Nó làm dày, làm to và nó che đi mất một phần cái khối động cơ. Đặc biệt là cái phần xi lanh bên trên này này. Nhìn cho cái phần động cơ không được lộ ra nhiều, chúng ta nhìn nó hơi nhỏ. Kể ra mà những cái mẫu xe như này được làm lộ động cơ nhiều hơn ấy thì nhìn nó hấp dẫn hơn phải không các bạn? Nhìn nó uy hơn, nó có thị uy hơn. Ở dưới đây, đây. Cái phần mỏ cầy này là một trong những cái điểm mà giúp cho khi chúng ta nhìn ngang xe, nhìn xuống phía dưới ấy, thì chúng ta sẽ thấy hơi hướng nhiều của những cái mẫu xe phân khối lớn hơn, đặc biệt là những cái mẫu xe sport bike. Đây, tiến ra phía sau đi ạ. Tiến ra phía sau thì lốp đằng sau cũng là lốp IRC với cái thông số là 120-70R17. Vành phía sau thì cũng là vành được sơn màu xanh cùng với cả màu sơn của thân xe, xanh GP. Có cái phần xích. Phần xích của Yamaha Exciter này thì nhỏ hơn, mảnh hơn một chút so với cả Winner X thế hệ mới. Đây, cùm phía sau đây, cùm phía sau của Exciter này cũng được trang bị cùm của Nissin này. Đấy, đĩa cũng là đĩa thuần bình thường thôi, không có lượn sóng cũng như là không răng cưa. Tiếng ống xả của Exciter thì chưa thực sự cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt, khiến cho đa phần anh em sở hữu Exciter thì về đều thay cái phần ống xả, độ lại phần ống xả để cho những cái thứ âm thanh nó phấn khích hơn mỗi lần chúng ta tăng tốc. Bởi vì cái kiểu dáng xe thể thao như này mà các bạn, chúng ta tăng tốc mà chưa thấy được cái cảm nhận phấn khích từ cái âm thanh thì chúng ta cảm thấy nó hơi hụt hẫng một chút xíu. Rồi, cái phần đèn hậu này và phần đèn xi nhan ở phía sau. Đặc biệt cái phần phía sau này thì từ cái phần pad gắn biển số thì Duy cảm thấy rất ưng ý với cả Yamaha Exciter. Họ đã có cái phần cải cái tấm hợp kim vào đây. Đấy, giúp cho nhìn nó chắc chắn hơn, trông nó đẹp hơn. Cái xi nhan này thì hơi to và vẫn còn trang bị bóng halogen, bóng sợi tóc ấy. Cái đèn hậu phía sau thì đã được trang bị công nghệ LED rồi, nhưng mà cái thiết kế này thì Duy cảm thấy chưa được sự ưng ý lắm. Đây, các bạn có thể thấy. Thật ra thì những cái mẫu xe của Yamaha ngay để những cái ngay cả những cái mẫu xe như là R3, R15 rồi R6 ấy thì Yamaha đều vuốt cho cái phần đuôi xe là khá là sắc bén và cái phần đèn hậu này nhỏ theo một cái motif nhất định rồi, một cái form nhất định rồi. Duy muốn là nó được làm rõ ràng và nó sáng hơn tí nữa để mỗi lần chúng ta nhìn từ phần đèn hậu phía sau ấy, chúng ta nhìn vào cái phần đuôi phía sau ấy thì cái cụm đèn hậu chính là một cái điểm nhấn rất lớn của mẫu xe, phải không ạ? Rồi, còn bây giờ mời các bạn cùng tiến xuống tiếp đây, cái dàn chân ở dưới. Cái dàn chân phía dưới này nếu mà so với cả những cái mẫu xe như là Winner X
thế hệ mới này thì cái dàn chân của Yamaha chưa thực sự ngon, ngay cả Winner thế hệ trước cũng vậy, thế hệ tiền nhiệm ấy. Thì cái dàn chân này vẫn còn làm khá là đơn thuần, giống như là những cái mẫu xe số bình thường, vẫn khúc thấp của Yamaha. Đấy, có một cái càng nối sang bên kia. Đây. Dàn chân thì nên có một cái phần hai bên riêng biệt, thì trông nó sẽ khỏe khoắn và nó hơi hướng thể thao nhiều hơn. Rồi, tiến lên phần trên đi ạ. Phần trên đây trước tiên thì Duy sẽ nói về cái phần bảng đồng hồ này trước nhé. Với cái thiết kế được làm to, bè ngang, rộng và cái màn hình ở chính giữa này là âm bản, thì Yamaha Exciter có cái phần đồng hồ này khá đẹp. Hiển thị rõ ràng, không bị rối mắt. Chỉ có phần là cái thiết kế này nó hơi thô một chút xíu thôi. Chúng ta cũng sẽ có ổ khóa chống trộm kèm với cả mở yên ở trên ổ khóa luôn. Phần này thì hơn hẳn những cái mẫu xe còn lại cùng phân khúc rồi. Chỉ có Winner X mới thì đã trang bị thêm cái phần mở khóa yên ở đây. Winner X mới thì cũng có thể giúp chúng ta độ cái phần khóa điện rất là dễ dàng. Smart Key ấy, ngay nguyên cùng khóa nhấc ra thay phát được luôn. Đấy. Hai bên tay lái ghi đông của Exciter thì được làm dạng đẩy sang hai bên và được hơi đẩy lại ngược về phía sau người lái một chút, gần phía người lái một chút, giúp chúng ta có cái tư thế lái nó cảm giác nó thể thao. Trên đây thì xe cũng được trang bị cái cùm công tắc tắt bật ngắt điện động cơ ở đây. Cái này là tôi đánh giá khá cao đây này. Ở dưới đây thì cũng có công tắc tắt đèn, tắt và mở đèn ở đây. Cái này thì công tắc này rất chuẩn luôn, chuẩn chất những mẫu xe PKL. Bây giờ thì tôi sẽ ngồi thử lên chiếc xe này nhé. Kèm theo chúng ta sẽ test thử tiếng ống xả luôn. Xe này được chạy xe là hơn 1.7 rồi, thành ra là máy cũng đã bắt đầu có, chắc là bạn này cũng chạy nhiều, máy cũng bắt đầu hơi xuống rồi. Chúng ta nghe nó không được tròn nữa và tiếng cam cò nó đang rất là rõ. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng găng ti. Đấy. Các bạn nghe rõ không ạ? Đây, còn tiếng ống xả nhé các bạn nhé. Tiếng ống xả của xe này thì nghe nó chưa được lực, nó chưa sướng, chưa đã tai. Côn thì rất là nhẹ. Côn nhẹ. Với cái chiều cao yên là 795, khoảng sáng gầm là 155. Cái yên này được làm bè ngang to, thế cho nên là những bạn cao 1m68 trở lên thì có lẽ là ngồi Exciter thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Duy cao 1m75. Cái tư thế ngồi của xe thì cũng rất là ổn. Lưng vai thoải mái, tay thoải mái. Đúng là Exciter anh em dùng nhiều không ngoài dự đoán của Duy. Những cái nước số đầu Exciter luôn cho chúng ta những cái cảm giác rất là bỗng, cho chúng ta những cái cảm giác khá hỗn. Và nó có sự giật khiến cho anh em phần nào đấy sẽ cảm thấy phấn khích ở ngay những cái nước số đầu, những cái nước ga đầu cũng vậy. Xem nào, cái cảm giác ghi đông của Exciter thì sao? Được làm thu và quặp vào nhiều giống với những mẫu sport bike hơn. Là một mẫu underbone nhưng mà chúng ta lại có một cái tư thế ngồi khá là thể thao như là những mẫu sport bike thì anh em chắc hẳn là khó mà có thể bỏ qua được, phải không? Đồng hồ ở trước màn hình LCD đây, chúng ta cũng nhìn rất là dễ dàng. Các cái cấp số hiển thị đầy đủ, giúp cho anh em mới bắt đầu làm quen với những mẫu xe côn tay đi lại thuận tiện dễ dàng hơn. Đặc biệt là Exciter còn có cái phần tay côn khá là nhẹ nữa, nhưng mà sẽ đi kèm một cái nhược điểm mà anh em phản ánh khá nhiều là côn của Exciter đi một thời gian sẽ có cái độ nhạy kém dần đi và nó gần như không còn chuẩn như là lúc đầu nữa, khiến cho anh em bóp côn cảm thấy hơi khó chịu. Còn số của chiếc xe này hộp số 5 cấp côn tay thì số vào cũng rất là ổn thôi, không có một cái sự gượng hay là khó khăn gì cả. Sau một thời gian trải nghiệm thì Duy chưa cảm thấy bất kỳ một hiện tượng gì gây khó chịu đến từ hộp số cũng như là động cơ của Exciter. Mọi thứ đều hoạt động ngọt, ăn khớp với nhau. Số 1, số 2
Đấy, số 2 chỉ cần nhích ga nhẹ thôi là chiếc xe đã đưa chúng ta lên những cái giải vận tốc cao hơn. Đường xá ở Hà Nội thì thật sự là nếu mà đi exciter thì chúng ta sẽ đi số 3, đôi khi lên được số 4, nhưng mà chúng ta sẽ cảm nhận được rõ cái sự giật. Exciter là như vậy, nó hỗn mà. Còn cái tư thế ngồi ấy, ở cái phần yên xe của exciter này Duy cảm thấy khá thích, bởi vì phần yên xe được làm bè ngang to. Nó sẽ là một cái mà anh em có cái chiều cao khiêm tốn không thích, bởi vì khi chúng ta chống chân thì cái phần chân của chúng ta sẽ bị đẩy ngang bè ra hơn, chúng ta mất cái chiều dài của chân. Mặc dù là chưa được trang bị cái công nghệ phanh ABS cho cả bánh trước và bánh sau, VinX thì đã có ở bánh trước rồi. Nó cũng là một cái trang bị an toàn đáng giá phải không ạ? Hy vọng rằng là ở những cái thế hệ tiếp theo thì Yamaha sẽ trang bị cái công nghệ phanh ABS cho Exciter.